Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 35 Phẩm thứ sáu Như Lai Tán Tháng Mời xem Kinh Văn Nhĩ thời Thế Tôn Cử thân phóng đại quang minh Biến chiếu Bách thiên vạn ức Hằng hà xa đẳng chư Phật thế giới Suốt đại âm thanh phổ cáo chư phật thế giới nhất thiết bồ tát ma ha tát cặp thiên long quỷ thần nhân phi nhân đẳng thính ngô kim nhật Xưng dương tán tháng địa tạng bồ tát ma ha tát ư ừ, thập phương thế giới hiện đại bất khả tư nghị uy thần từ bi chi lực cứu hộ nhất thiết tội khổ chi sự đến chỗ này là một đoạn kinh văn phía trước giới thiệu cho chúng ta bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là vị giáo chủ có thể giáo hóa chúng ta hiện nay gọi là vị thầy dẫn đường đây là vị thầy dẫn đường có năng lực có trí huệ dẫn dắt chúng ta thoát khỏi khổ nạn cũng nói rõ đối tượng mà bồ tát giáo hóa độ thoát Vô cùng hiếm có Là Ngài có thể độ chúng sanh địa ngục Điểm này chúng ta phải đặc biệt Thể hội cho thật kỹ Tất cả chúng sanh Cõi có căng tánh tệ nhất Tạo tác nghiệp ác Sâu nhất, nặng nhất Đó chính là chúng sanh địa ngục chúng sanh địa ngục ngài có năng lực để độ thoát thì những cõi khác không cần phải nói nữa những cõi khác đều là dễ độ cõi khó độ nhất ngài còn có thể độ được từ đó cho thấy vị bồ tát này quả thật không thể nghĩ bàn từ kinh văn phía trước chúng ta có thể thể hội được ngài thật sự có năng lực phổ độ tất cả chúng sanh trong chính pháp giới không có khác gì so với trí huệ đức năng trên quả địa như lai cho nên sau khi giới thiệu xong thì thế tôn ở chỗ này đặc biệt khen ngợi về ngài dụng ý của khen ngợi rất sâu, rất rộng. Mục đích chính là yêu cầu chư đại Bồ Tát trong mười phương thế giới phải ủng hộ Bồ Tát Địa Tạng. Hết lòng hết sức trợ giúp Bồ Tát Địa Tạng độ thoát những chúng sanh khổ nạn này. Ý nghĩa này chính là nói như định phải tuyên dương kinh điển này Khen ngợi công đức của Bồ Tát Phổ độ tất cả chúng sanh Mục đích là ở chỗ này Kinh văn vừa mở đầu là Lúc đó khắp thân của Thế Tôn Phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn Muôn ức hằng hà xa cõi nước Của chư Phật Đây là chứng tỏ Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp tận hư không khắp pháp giới không để sót một nơi nào bất kỳ nơi nào ánh sáng phật cũng đã từng chiếu đến loài cảnh giới này là hoàn toàn tương đồng với cảnh giới trong kinh hoa nghiêm nói cử thân là đặc biệt chú trọng cái thân này thân là sắc tướng ánh sáng là được phóng ra từ cái thân này ánh sáng này là ánh sáng của tâm tánh ánh sáng bát nhã vốn đầy đủ của tự tánh phần trước đã tương nhắc qua với các vị rồi loại sóng ánh sáng này vô cùng đặc thù bởi vì làn sóng của nó là bình đẳng trong một sát đa liền tỏa khắp hư không pháp giới không phải giống như ánh sáng mặt trời mặt trăng sao mà mắt thường chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng này tốc độ lan truyền của nó rất chậm chúng ta nghe thấy nhà khoa học nói cho chúng ta biết rất nhiều ngôi sao ánh sáng của nó truyền đến trái đất của chúng ta phải mất rất nhiều năm hoặc mấy trăm năm mấy ngàn năm mấy vạn năm ánh sáng Cần thời gian dài như vậy Mới có thể truyền đến được Phật phóng ra ánh sáng Đây vừa phóng Thì đồng thời truyền đến Tận hư không khắp Pháp giới Cho nên hoàn toàn Khác với những loại ánh sáng này Cử thân Tức là mỗi bộ phận trên thân thể này Đều phóng quang tiêu biểu như Đại Viên mãn Quang Minh Vân như phần trước đã nói. Đây là ánh sáng viên mãn. Ở trong ánh sáng viên mãn đã hàm nhiếp vô lượng pháp môn mà Bồ Tát đã tu trong nhân địa. Công đức viên mãn mà ở trên quả địa chư Phật Như Lai đã chứng đều hiển thị không sót ở trong tướng ánh sáng này. Cho nên đây là cảnh giới bất khả tư nghị. Hiển thị thân Phật trùm khắp pháp giới. Hiển thị ba thân một thể, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân một tức là ba ba tức là một không những hiển thị ba thân là một đồng thời cũng hiển thị ra y chánh không hai y báo là hoàn cảnh sống chánh báo là cái thân thể này y tức là báo báo tức là y y chánh không hai là y chánh không hai nếu như chúng sanh có duyên gặp được phật quan sao gọi là có duyên những người nào có duyên những người nào không có duyên vậy người có duyên tức là bản thân không có chướng ngại bạn liền nhìn thấy ánh sáng này Người không có duyên là do bản thân có nghiệp chướng Chứ không phải do Phật quan không chiếu Cái gì đồng tu phải biết Ánh sáng của Phật chiếu khắp Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy Nguyên nhân của không nhìn thấy Chính là do mình có nghiệp chướng Lúc tôi năm xưa học Phật Đại sư Trương Gia dạy tôi Đích thân Thầy nói Vô cùng Kiên định Khẳng định Ở trong cửa Phật Có cầu ắt có ứng Ở trong cửa Phật Các vị phải nhớ kỹ Phật là gì? Là giác ở trong cửa Phật chính là nói Trong cửa giác ngộ Giác ngộ không phải mê hoặc Có cầu ắt ứng Nếu như khi bạn có cầu Mà không có cảm ứng Đây là nguyên do gì? Đại sư dạy chúng tôi là Bạn có nghiệp chướng Cần phải đem nghiệp chướng tiêu trừ thì cảm ứng liền hiện tiền ngay đây là đạo lý nhất định nghiệp chướng làm sao tiêu trừ tôi cũng hỏi vấn đề này nghiệp chướng là nhất định có làm sao để tiêu trừ đại sư dạy cho tôi sám hối đồng thời lại dạy tôi sám hối không phải bảo bạn đi bái sám bạn đi bái đại bi sám bái lương hoàng sám bái đủ thứ sám chưa chắc có thể tiêu trừ được nghiệp chướng thế thì phải sám hối như thế nào đây sám hối là từ đã vì sao không còn tạo nữa đây mới gọi là sám hối chân thật chính là bạn biết mình lỗi lầm rồi nhanh chóng điều chỉnh trở lại đây gọi là chân sám hối chúng ta lại hỏi ở trong tự viện tổ chức những pháp hội sám hối này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đại sư nói với tôi ở trong tự viện tổ chức pháp hội sám hối là làm hình mẫu làm nghi thức cho những người mới học phật người chưa học phật để họ nhìn thấy loại hình thức này mà sanh khởi tâm hổ thẹn sanh khởi tâm sám hối là có ý nghĩa như vậy chúng tôi mới chợt hiểu ra đó là biểu diễn cho người ta xem chính mình tu hành không đặt nặng những hình thức này mà chú trọng ở thực sự quay đầu Biết được mình sai rồi Sai rồi lập tức sửa đổi ngay Từ đó vì sao Không tạo tiếp nữa Đây gọi là chân sám hối Như vậy mới có thể Cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát Ánh sáng mà trên kinh nói Ánh sáng của Phật ánh sáng của phật đích thực là chỉ bộ kinh điển này hay nói cách khác chúng ta gặp được kinh điển này chính là gặp được ánh sáng chiếu khắp của thế tôn ánh sáng này của ngài là vĩnh hằng không phải gián đoạn nơi nào mà có kinh điển thì nơi đó có ánh sáng của phật soi chiếu chúng ta mở kinh văn ra đọc tụng thọ trì hiện nay gọi là học tập chính là tiếp nhận ánh sáng của phật có thể giác ngộ có thể y giáo phụng hành Thì nhất định chứng ngộ được vô thượng Bồ Đề Những việc này chúng ta nhất định phải hiểu rõ Phải viết quý trọng Đại âm thanh là một trong 32 tướng tốt. Trong 32 tướng tốt, không gọi là đại âm thanh, mà gọi nó là phản thanh. Như lai phản thanh. Ý nghĩa của chữ phản là thanh tịnh. Âm thanh của Phật có thể đánh thức mê tình của tất cả chúng sanh trong đại luận nói đại phạm thiên vương có năm loại thanh cũng chính là âm thanh của họ có năm đức năm loại đức tướng loại thứ nhất âm thanh của họ rất sâu lắng là giống như âm thanh của sấm sét vậy có thể khiến người ta tỉnh thức cảnh giác loại đức thứ hai âm thanh của họ có thể truyền đi xa ở chỗ này âm thanh và ánh sáng của phật giống nhau tận hư không khắp pháp giới đều có thể nghe thấy. Chúng ta ngày nay không nghe thấy âm thanh của chư Phật thuyết pháp là do nhĩ căn chúng ta có vấn đề rồi. Thực ra không phải là căn tánh có vấn đề. Mà vấn đề là ở trong tâm. Tâm không thanh tịnh. Thế là cái căn này xanh ra sự cố trên kinh thường nói y báo chuyển theo chánh báo thân của chúng ta nghiêm túc mà nói là cái y báo đứng đầu gắn liền mật thiết nhất cho nên nói tướng chuyển theo tâm thể chất cũng chuyển theo tâm sáu căn của chúng ta chuyển theo tâm Tâm địa thanh tịnh Thì tế bào trong sáu căn Vì tế bào nó liền sanh ra biến đổi Biến đổi đến mức Hoàn toàn phù hợp Với tiêu chuẩn của tự nhiên Thì có thể tiếp nhận Thông tin của hư không Pháp giới Mắt có thể tiếp nhận sắc tướng của tận hư không khắp pháp giới tai có thể nghe khắp tất cả âm thanh trong hư không pháp giới muốn nghe âm thanh gì liền có thể nghe âm thanh ấy khi không muốn nghe thì lặng lẽ vô thanh chúng ta xem thấy trên kinh người thế giới cực lạc là như vậy tại vì sao họ có thể còn chúng ta không thể vậy tâm họ tịnh tâm tịnh thì cõi nước tịnh chúng ta hiểu được đạo lý này hiểu rõ những chân tướng sự thật này muốn hồi phục lại năng lực trí huệ đức tướng của mình thì không có gì khác ngoài định huệ ở trong định huệ định là then chốt huệ không cần phải tu định khởi tác dụng chính là huệ định khởi tác dụng chính là giới giới định huệ tuy một mà ba tuy ba mà một không thể tách rời tác dụng của định huệ chúng ta gọi là xảo tương ưng với giới, giới là thiện chư phật bồ tát phương tiện thiện xảo của các ngài chính là niệm niệm đều tương ưng với tam học Với định huệ thiện xảo đến cực điểm cho nên thật sự ánh sáng của các ngài chiếu khắp phản âm nghe cùng khắp sau khi nghe xong Đều sanh tâm hoan hỷ Thấy sắc tướng sanh tâm hoan hỷ Nghe âm thanh sanh tâm hoan hỷ Không những sanh tâm hoan hỷ Người thể hội được ý nghĩa này Sẽ tự nhiên sanh khởi tâm kính mến Đây là loại đức tướng thứ ba Loại đức tướng thứ tư Là Phật thuyết tất cả Pháp Pháp thậm thâm Sau khi bạn nghe xong Thấy chẳng khó hiểu rất dễ dàng hiểu được rất dễ dàng tiếp nhận quyết định không hiểu sai ý nghĩa loại đức thứ năm là khiến người khác nghe xong vĩnh viễn không thấy chán không giống như chúng ta làm những việc khác làm lâu rồi họ liền thấy chán ngán thấy ánh sáng sắc tướng của phật nghe âm thanh phật thuyết pháp vĩnh viễn nghe hoài không chán người hiện tại gọi là hưởng thụ cao cấp đây là thật không phải là giả cho nên nói xuất đại âm thanh với chư bồ tát chính là việc lớn nhằm lưu thông bộ kinh này Bộ kinh này Ở trong Phật Pháp chúng ta nói Thật ra Cũng là Pháp luôn căn bản Hoa nghiêm được xưng là căn bản Là căn bản của toàn bộ Phật Pháp Là căn bản dạy học Của tất cả chư Phật như Lai Kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Là căn bản khởi tu của chúng sanh. Bạn bắt đầu tu từ đâu? Phải bắt đầu tu từ bộ kinh này. Bạn mới có thể vào cảnh giới của quả địa như lai. Cho nên Phật ở chỗ này dùng đại âm thanh nói giới, Bồ Tát, Ma Tát, tận hư không khắp pháp giới. Trong tất cả cõi nước chư Phật Bồ Tát là người đã giác ngộ Cần phải gánh giác trên dài sứ mệnh Hoàng Dương Kinh Hộ Trì Kinh Làm sao hộ đây? Y giáo phụng hành chính là hộ trì kinh nếu như chúng ta đem kinh này tuyên dương khắp nơi giới thiệu cho đại chúng mà chính mình không có làm không có nghiêm túc tu thì đó chỉ là phước đức loại cách làm này quả báo là phước báo hữu lậu của thế gian bạn tu phước rồi nếu như bản thân bạn y giáo tu hành sau đó khéo léo cảm hóa người khác đây là thuộc về công đức ở trong công đức có phước đức trong phước đức không có công đức điều này số lần chúng tôi nói cũng rất nhiều rồi thế tôn ở chỗ này khuyên bảo tất cả bồ tát ma ha tát chúng ta ngày nay may mắn có được thân người nghe được phật pháp điều may mắn hơn nữa là có thể xuất gia tu hành trong phật pháp làm đệ tử của phật làm học trò của Phật. Phật có thừa nhận ta là học trò hay không? Điều này hoàn toàn xem lại chính mình. Nếu như bản thân chúng ta ba nghiệp thân khẩu ý tương ưng với lời giáo huấn của Đức Phật, thì Phật Nhất định là thừa nhận chúng ta là học trò của Ngài Nếu như ba nghiệp thân khẩu ý không tương ưng với lời giáo huấn Thì tuy chúng ta nói là học trò của Phật Ngày nay cũng hiện ra hình ảnh cạo đầu Cũng mặc áo tràng Đắp y cũng đi thọ giới nhưng Phật Bồ Tát vẫn không thừa nhận. Không thừa nhận thì thân phận này giống như lời đại sư Thiên Thai đã nói, gọi là tỳ kheo danh tự. Danh tự là hữu danh vô thực. Là sa môn danh tự. Người xuất gia danh tự không phải là thật. Đây là điều đáng để chúng ta soi lại thật sâu xa Đã là xuất gia Thì nhất định phải là một người đệ tử Phật Xứng danh Chúng ta liền có sứ mệnh Hoàng dương bộ kinh này Muốn hoàng dương bộ kinh này Thì nhất định phải tu học theo bộ kinh này rất nhiều các vị đồng tu học giảng kinh tôi ở nơi này và những nơi khác cũng thường hay gặp một số pháp sư trẻ tuổi đến hỏi tôi làm sao mới có thể giảng kinh được hay Những người này cho rằng tôi giảng kinh mấy mươi năm Có một chút kinh nghiệm Rất hiếm thấy họ nêu ra vấn đề này Nếu thật sự muốn giảng kinh hay Nhất định phải tu hành như lời chỉ dạy bạn thật tu mới có tâm đắc người hiện nay chúng ta gọi là tâm đắc ở trong phật pháp nó là chỗ ngộ bạn không phải chân tu thì bạn sẽ không có chỗ ngộ chỉ có thật làm mới có chỗ ngộ bạn ngộ càng sâu thì bạn giảng đương nhiên sẽ càng tuyệt vời hơn nếu như bạn không có chỗ ngộ xem chú giải của người khác nghĩa là nói theo sách vở toàn là của người khác hoàn toàn không liên quan gì với mình thì bạn làm sao có thể giảng hay được chứ bạn có thể giảng chú giải rất thành thục giảng rất trôi chảy giảng đến hoa trời rơi rụng có nội dung thực tế hay không không có những gì bạn giảng toàn bộ là ở bề ngoài ở trên hình tướng chưa chưa có thấm sâu vào bên trong một phần nào bạn vào càng sâu thì sức mạnh bạn phát ra Tự nhiên sẽ khác Cho nên một câu nói chung quy lại là Phải thật tu Như vậy bạn mới là thật sự có thể giảng hay được Kiến giải tư tưởng tâm hạnh của bạn Tương ưng với Phật Thì làm gì có chuyện giảng không hay được chứ Năm đức âm thanh của Đại Phạm Thiên Dương này Bạn cũng có thể có đầy đủ Mới học Chúng ta chưa có giác ngộ Chưa có ngộ nhập Mới học Cần phải bắt đầu từ đâu vậy? Chân thành Cái này có thể cảm ứng Có thể được Phật Bồ Tát gia trì Gia trì giúp bạn ngộ nhập Tâm của bạn không chân, không thành Thì vô phương rồi Chân thành là không có mảy may tướng giả dối quanh co Không những chân thành trong lúc đọc kinh, giảng kinh lên bục giảng thì chân thành Xuống bục giảng thì giả dối Có được hay không? Không được Cái gì nên biết Một chân thì tất cả chân Chúng ta chỉ có một tâm chân thành Đối với Chư Phật Như Lai Cũng là tâm này Đối với tất cả chúng sanh Cũng là tâm này Bạn mới có thể ngộ nhập Nếu như bạn còn dùng hai loại tâm thì nhất định không thể ngộ nhập được rồi Thông những cảnh giới Phật không thể ngộ nhập Nói thật ra Bạn đối với những tình huống trước mắt này Bạn cũng không thể hiểu được Đây là điều mà Đồng tu chân thật phát tâm Học giảng kinh Phát tâm muốn tiếp nối Huệ mạng Phật Hoàn Pháp lợi sanh không thể không biết chư đại bồ tát đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh không chỉ là ngộ nhập có thể nói là các ngài ngộ nhập triệt để rồi trong Phật Pháp nói là thấu triệt nguồn Pháp Chúng ta biết Ở trong đây có rất nhiều Bồ Tát Ma Ha Tát Đều là do Chư Phật Như Lai Mười phương lái ngược thiền tự Đến thị hiện thân phận của Bồ Tát không có nhất định. Các vị phải biết, các ngài có thể thị hiện đủ dạng thân phận khác nhau. Chúng ta xem thấy ở trong phẩm phổ môn 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là nêu ra thí dụ. Ngài thị hiện không phải là ý của mình Mà hoàn toàn xem sự cảm của chúng sanh Ngài là có ứng Nghĩa là cần dùng thân Phật được độ Ngài liền hiện thân Phật Vị Phật đó cũng là Bồ Tát Cần dùng thân bé trai bé gái mà được độ Ngài liền hiện thân bé trai bé gái Bé trai bé gái đó cũng là Bồ Tát Cần dùng thân tỳ kheo mà được độ Ngài liền hiện thân tỳ kheo Đâu có nhất định chứ Thậm chí là nói Cần dùng thân ăn mày mà được độ Ngài liền hiện thân ăn mày Chúng ta xem thấy ở trong Niên phổ của Lão Hòa Thượng Hư Vân Lão Hòa Thượng Hư Vân Triều bái ngũ đại sơn gặp người ăn mày Người ăn mày đó là Bồ Tát Văn Thù Hóa Thân cho nên phải biết Những vị Bồ Tát Ma Ha Tát này Là đang ở trong các ngành các nghề Trong xã hội hiện nay Của chúng ta Bạn có biết người nào là Bồ Tát hay không? Không biết được Ta là phàm phu bất thường mà Chư Phật như lai like những vị Đại Bồ Tát này Tại vì sao phải làm như vậy? Dũng ý của cách làm này rất sâu Để chúng ta Sanh khởi tâm cung kính Hết sức Đối với tất cả chúng sanh Người học Phật chúng ta Cần phải có thái độ như thế nào Bất luận là Tất cả người, tất cả sự, tất cả vật Chúng ta đều phải xem họ Như là chư Phật, như Lai Thị hiện vậy thì tâm cung kính của chúng ta mới thật sự sanh khởi được Như vậy mới có thể khế nhập hạnh phổ hiền Hạnh thứ nhất của phổ hiền là lễ kính chư Phật Chúng ta đối xử với bất kỳ người sự vật nào Cũng đều chân thành lễ kính Lễ là bề ngoài Kính là nội tâm Cho nên Thâm ý của thị hiện Mật ý của thị hiện Là dắt chúng ta đến hạnh phổ hiện Chúng ta tuyệt đối không dám khinh mạng Với bất kỳ một chúng sanh nào Ở trong cái nhìn của chúng ta Họ là như lai hóa thân Rốt cuộc họ có phải là như lai hóa thân hay không? tâm này của ta nếu đối xử với họ như vậy họ là như lai hóa thân thì người này họ ở trong cảnh giới của ta chính là như lai hóa thân bạn muốn hỏi là đạo lý gì cảnh chuyển theo tâm chuyển theo tâm của tôi họ ở trong cái nhìn của tôi họ là như lai còn ở trong cái nhìn của bạn họ là phàm phu đạo lý này bạn có hiểu hay không trong cái nhìn của tôi họ là như lai thì cảnh giới của tôi liền nâng lên đến cảnh giới như lai phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư phật phàm phu nhìn phật bồ tát thì vẫn là phàm phu phàm phu không thể thành phật được chính là bởi vì nhìn tất cả chúng sanh đều là phàm phu nếu như bạn thật sự quay đầu bạn nhìn tất cả chúng sanh đều là chư phật như lai thì bạn thành phật rất nhanh Tại vì sao thiện tại đồng tử một đời thành Phật vậy? Đạo lý ở đâu? Là nhờ vào điểm này. Đây chính là chúng ta thường nói dùng tâm chân thành. Đối xử với tất cả người sự vật. Chân thành đến cực điểm rồi, sẽ chuyển tất cả cảnh giới thấy đều thành cảnh giới Phật. chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói tướng chuyển theo tâm thể chất chuyển theo tâm cảnh giới chuyển theo tâm đang giảng mỗi ngày đang khuyên mỗi ngày đang nhắc nhở mỗi ngày tại vì sao bạn không thể chuyển vậy chuyển ở trong khoảng một niệm Chúng sanh và Phật nói thật ra chỉ cách nhau có một niệm mà thôi. Một niệm giác bạn liền thành Phật, một niệm mê bạn chính là phàm phu. Hy vọng các vị đồng tu cần thấu rõ cái ý này. Cho nên các ngài sáng tỏ triệt để chân tướng Của vũ trụ nhân sanh Biết được Giảng Pháp đều không Biết được tất cả Pháp Không có tự tánh Trên Kinh Bát Nhã nói Các Pháp do duyên sanh Duyên sanh nên vô tánh Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Các ngài vẫn cứ đến thị hiện Vẫn cứ đến làm nên tấm gương cho người ta xem Đây là từ bi đến cực điểm rồi Bởi vì các ngài cũng biết rõ Hạt giống Phật cũng từ duyên sanh Duyên là gì? Tất cả mọi người là duyên Tất cả sự là duyên Tất cả vật cũng là duyên Sáu căn chúng ta tiếp xúc chính là duyên trong duyên làm sao có hạt giống Phật? Vừa rồi tôi đã nói với bạn. Bạn có thể xem tất cả người sự vật như là chư Phật Như Lai thị hiện thì hạt giống Phật của bạn sanh rồi. Nếu như bạn xem tất cả người sự vật này đều là phàm phu, đều là phàm phu sanh tử nghiệp chướng thì hạt giống Phật của bạn không sanh, nghiệp chướng của bạn sanh rồi vọng tưởng phân biệt chất nước của bạn xanh lên rồi đều ở trong khoảng một niệm mà vấn đề là bạn có biết hay không tông môn thường hay kiểm tra học trò thường hay hỏi có thấy chưa anh có thấy ra chưa thấy không thấy rồi liền nhập cảnh giới không thấy thì vẫn là phàm phu Cho nên ý nghĩa của câu nói Thấy không này cũng rất sâu xa Chúng ta cần phải thể hội được Cái nghĩa thú này Chúng sanh do nguyên nhân này Nên có cảm Bồ Tát cũng vì đó Mà có ứng Cảm ứng đạo giao lý của cảm ứng đạo giao chúng ta phải hiểu chúng ta cảm ứng đạo giao với chư phật bồ tát chúng ta cũng là cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh thiện cảm ứng với thiện ác cảm ứng với ác lý rất sâu nhưng không phải không thể hội được chúng ta nêu một thí dụ rất đơn giản dễ hiểu bạn xem người học phật thích ở chung với người học phật tôi học phật tôi có cảm hết thể những người học phật đó họ liền ứng người học phật tuyệt đối không thể ở cùng với người học cơ đốc giáo đây chẳng phải là một thí dụ rất rõ ràng sao pháp thế gian cũng là như vậy người đánh bài họ có nhóm bạn đều là những người thích đánh bài họ cảm ứng đạo giao với nhau người khiêu vũ cảm ứng đạo giao với những người thích khiêu vũ vật dĩ loại tụ nhân dĩ quần phân tại vì sao lại từng loại từng nhóm cùng nhau là cái lý của sự cảm ứng không những động vật có loại cảm ứng này mà thực vật cũng có loại cảm ứng này nếu như bạn lưu ý khi đi du lịch giả ngoại ở trong rừng bạn thử xem cây cối một khoảng cây cối cùng một loại với nhau không thể nói khoảng rừng cây này có rất nhiều loại cây khác nhau rất ít là không nhìn thấy trừ khi người ta cố ý đi trồng nếu như khi cây cối nó sinh trưởng tự nhiên nó một khoảnh nhất định là một chủng loại cho nên bất luận là động vật thực vật hay khoáng vật nó đều là một loại một nhóm với nhau đạo lý này gọi là lý cảm ứng thiện cảm ứng với thiện Ác cảm ứng với ác Tịnh cảm ứng với tịnh Bạn liền hiểu được Phật cảm ứng với Phật Phật Bồ Tát Dùng đủ dạng thân phận Dùng đủ dạng sắc tướng Thể hiện ở thế gian này là từ bi đến cực điểm Những chúng sanh khổ nạn này Nhất định phải cứu tế họ trước Đài Loan có hỏi từ tế công đức cứu tế đến cực điểm là phải giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ đó mới là từ bi cứu tế chân thật dùng những tài vật này cứu tế họ không có ăn tặng cho họ một chút lương thực để ăn không có mặt tặng cho họ y phục để mặc là cứu cấp nặng nhất thời không phải con đường dài lâu con đường dài lâu là phải cứu độ từ trên căn bản phải dạy họ phá mê khai ngộ phải giúp họ khôi phục trí huệ đức năng phước báo vô cùng tận vốn đầy đủ ở trong tự tánh đây là chân thật cứu tế không phải cứu tế giả đây là cứu tế đến cực điểm kinh địa tạng là cứu tế từ trên căn bản đối với tất cả chúng sanh đặc biệt là đối với tất cả chúng sanh tội khổ vừa rồi tôi nói rất rõ ràng như định chính mình phải y giáo tu hành trước Chính mình phải thật sự làm được Thì ý nghĩa từng câu từng chữ Trên kinh điển Bạn mới có thể thể hội được Không làm được Dựa theo giảng nghĩa của người ta Để giảng Giảng hay đi nữa Cũng rất khó Khế hợp căn cơ thông thường nói nó không phải đạo dị không phải đạo dị chân chánh đạo dị chân chánh là lưu xuất ra từ trong tâm tánh chú giải của cổ đức chỉ cung cấp cho chúng ta tham khảo mà thôi đó là cảnh giới các ngài tu hành các ngài chứng được lưu xuất ra từ trong tự tánh của họ không phải lưu xuất ra từ tự tánh của chúng ta nhất định phải lưu xuất ra từ tâm tánh của chính mình mới được Sau đó Chúng ta đối chiếu với kinh So sánh với những chú sớ Của các ngài Đại đức xưa Mà thâm nhập lĩnh hội Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail chấm người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này Trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật đã pha nam